Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Biba Slam, và mình là Biba Slam đây. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 và ngày mai thì chúng ta sẽ được đi học chính thức. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Biba Slam và mình là Biba đây. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 và ngày mai sẽ là ngày 11, ngày chúng ta đi học chính thức. Sau một mùa dịch rất là dài và như các bạn đã biết thì thời tiết bây giờ rất là nóng, trừ những cái bạn mà ở những cái vùng có mưa. Bây giờ thì thời tiết ở chỗ mình ở Phan Thiết rất là nóng và tụi mình sẽ phải đi học lại. Thì đau lòng đó các bạn ơi. Và mình đã lấy lên được một cái ý tưởng, đó chính là chuẩn bị đồ học để cho ngày mai đi học cùng với các bạn. Các bạn hãy cùng mình chuẩn bị đồ học thế nào. Cái đồ vật đầu tiên mà các bạn cần phải hoàn thành đó chính là bài tập hồi Tết tới giờ. Thì hồi ở trong mùa Covid thì mình cũng được học ở trên mạng, nhưng mà những cái bài tập từ hồi Tết á, các bạn mình chưa làm, nên bây giờ thì mình sẽ hoàn thành hết và bắt đầu chuyển qua những cái soạn khác ha. Soạn sinh hồi nãy tới giờ thì sinh nó rất là dài, nên là mình phải dành một khoảng thời gian nhất định để soạn nó thôi. Vì mình đã học xong rồi nên bây giờ mình đang soạn, mình đang dọn dẹp nó lại để bỏ vô cặp cho thiệt là dễ. Mình soạn theo môn, cuốn sách nào thì có môn đó nên nó dễ lựa. Bây giờ thì mình sẽ dán cái này lại, tại vì mình có đem thêm một cái đũa cắt móng tay theo nữa, nhưng mà nó đã bị xước cái hình ra rồi. Mình sẽ xịt vào phần nó dính và mình sẽ dán vào, phải thiệt là cẩn thận. Ôi cứu hồn, so cute, dễ thương quá các bạn ơi. Ôi có khi nào nó dính vô luôn. Ai cái gì vậy trời, mình sẽ xịt vào, xịt ở đây luôn. Trời. Hả? Trời ơi, bất lực thì luôn đó các bạn. Trời ơi. Để mình xịt vào đây luôn. Rồi sau đó dán. Ôi. Thiệt luôn á. Mình sẽ dán vào như vậy rồi mình xịt ở xung quanh nó cho nó khô. Rồi mình sẽ để ở đây một chút để cho nó khô ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua làm cái khác. Đây là thành quả của chúng ta. Nó hết bị rớt rồi các bạn. Ôi hú hồn, mình thấy nóng nóng mình tưởng nó văng vào tay chứ. Dễ thương quá các bạn ơi. Chơi. Bây giờ thì mình sẽ soạn cặp ha. Mình đã mua được một cái bì để nhét đựng đồ ở trong đây, nhưng mà mình thấy nó không có ưng ý lắm, nên bây giờ thì mình sẽ làm lại nó và trang trí lại nó nha. Bây giờ thì mình sẽ soạn cái hộp bút này. Khi mà đổ ra thì trời ơi, nó dơ như một cái bãi rác luôn đó các bạn. Nào là vỏ bút chì nè, rồi những cái cây viết hết mực mà mình dồn tấm vào, không kiểu không có dọn dẹp hết các bạn, nên nó dơ kinh khủng luôn. Bây giờ thì mình sẽ lựa những cái cây viết nào hết mực thì bỏ ra, và những cây viết nào còn mực thì bỏ vô hộp lại nha. Oh,
Bây giờ là cái phần cuối cùng và cũng là quan trọng nhất. Mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ vào trong cái cặp và sắp xếp cho nó gọn gàng nhất có thể nha. Đây là thành phẩm của mình nè các bạn ơi. Nhìn cũng xinh xinh chứ. Đây cũng là cái đựng thuốc kỹ, thuốc đo độ được đó các bạn, mình cũng mới làm xong. Kiểu mình cầm cái chai nước rửa tay khô, kiểu như là bán hàng đa cấp ấy, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn nha.